Nhà văn tồn tại ở trên đời là để bênh vực cho những con người không có ai để bênh vực. Nhà văn tồn tại ở trên đời trước hết là để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những người bị cùng đường tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường. Những con người cả tâm hồn lẫn thể xác bị hắt hủi và đầy đọa đến ê chề, hoàn toàn mất hết niềm tin vào con người và cuộc đời. Nhà văn tồn tại ở trên đời là để bênh vực cho những con người.